Thời gian qua do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều gia đình phải đối mặt với mất mát và khó khăn trong cuộc sống. Nhưng giữa những hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, vẫn có những tấm lòng vàng sẵn sàng giang tay giúp đỡ, chia sẻ để cùng cộng đồng vượt qua hoạn nạn. Bà Ngô Thị Lân, một người con quê hương tại thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đã trở thành tấm gương sáng với nhiều hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Xa quê hương, khi cuộc sống có điều kiện hơn, thấu hiểu nỗi khổ của bà con, bà Ngô Thị Lân đã liên hệ cùng chính quyền xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, ủng hộ 5 tấn gạo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phạm Ngũ Lão để chia sẻ tới hơn 200 hộ dân của 4 thôn Tiên Quán, Cốc Ngang, Cốc Khê. Tuy không nhiều, nhưng chứa đựng trong đó tình cảm của người con quê hương luôn dõi theo cuộc sống ở quê nhà. Là người có phải sinh ra ở quê hương thôn Tiên Quán, cơn bão số 3, bà con ảnh hưởng, mất mùa, lúa bị ngập, cây cối hoa màu cũng như là tôm cá là bị mất hết. Là về thôn làm giúp đỡ bà con, chia sẻ bà con có vậy là có hoàn cảnh khó khăn, những hộ nghèo của xã Ngũ Lão cũng như bà con của thôn Tân Quán. Hưởng ứng cái lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phạm Ngũ Lão đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cái hội nghị phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Mặt trận Tổ quốc xã đã được tiếp nhận 5 tấn gạo từ bà Ngô Thị Lân, là một người con quê hương của thôn Tân Quán, xã Phạm Ngũ Lão, sẽ phát cho 250 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Không chỉ chung tay trong công tác cứu trợ thiên tai cho bà con, năm 2019, bà Lân cũng đã tham gia góp sức, phối hợp cùng với chính quyền địa phương, đầu tư 50% kinh phí, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường quê kéo dài 2,5 km của thôn Tiên Quán với trị giá hàng tỷ đồng. Và từ thời điểm đó đến cuối năm 2022, bà hỗ trợ một phần kinh phí tiền điện chiếu sáng hàng tháng. Từ năm 2023 đến nay, 100% chi phí tiền điện chiếu sáng của hệ thống do bà chi trả hàng tháng với số tiền trên 2 triệu đồng, để giúp đỡ cho bà con nhân dân. Được cái đường điện chiếu sáng như thế này là rất là thuận tiện cho bà con, rồi là các phương tiện đi lại rất là sáng từ ngoài đường 39 vào đến đây. Coi như là bà con, các cháu đi làm công ty về tối cũng có ánh sáng đi lại. Và các con em buổi tối thiếu niên nhi đồng cũng ra tập thể dục rồi là vui chơi rất là lành mạnh.